chương trình này được bảo trợ bởi Happy Easy chuyên bán lẻ cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889 công ty chuyển tiền Hồng Lan một thương hiệu đáng tin cậy mọi chi tiết xin gọi 8888808345 gọi ngay Mangotus 8664359746 để có vé máy bay giá ưu đãi đến Việt Nam chỉ từ 650 đồng Như hiện và Thái xin mến chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình cà phê sáng cuối tuần của đài Lido Saigon TV phát hình live trên băng tầng KDC 56 10 ở miền Nam Cali 16.11 ở miền Bắc Cali 27.6 ở Houston Texas Chương trình cũng được đăng livestream stream trên Lido Sài Gòn TV.com và trên Facebook, Youtube. Quý vị có thể ấn like và subscribe để mà theo dõi tất cả những chương trình nào mà chúng ta bỏ lỡ. Ngày hôm nay là ngày 17 tới tháng 3 năm 2024. Một lần nữa thì xin gửi lời chào đặc biệt đến quý vị nào đang theo dõi chương trình. Em xin gửi lời chào đến chị Như Huyền. Chiếu, chiếu, chiếu. Vừa nghe chiếu, chiếu, chiếu. lên sân khấu vậy ờ, sợ lên sân, sân khấu. Đấy. Mà không phải sân khấu bình thường, sân khấu vần trăng cổ nhạc. <laughs> thôi ngấy gì chán quá chuyện gì buồn chán không vậy. mà đẹp thiệt chị đẹp. thích, cảm thích. Ơn. Cảm ơn. Ừ, cảm ơn. chị vào Thái. chị vào đài xong chị chị sáng luôn cả một cái góc quay luôn thật sự <laughs> rất là sáng luôn sáng chói luôn à, xóa tan đi một cái lạnh cái lạnh giá của buổi sáng sớm ngày hôm nay ngày chủ nhật quý có gì à, cảm ơn Lê Thái như trước tiên như kính chào tất cả quý vị khán giả đang xem chương trình cà phê sáng ngày hôm nay Lê Thái nói lạnh giá thì ở Cali bây giờ cũng bắt đầu ấm lên rồi từ vì là tới mùa xuân À, vâng. sắp tới spring rồi quý vị, quý vị nên thời tiết ấm hơn rồi chứ chưa không có lạnh như là hồi tháng một tháng hai nữa dạ vâng à, ngày hôm nay thì để mà xóa tan đi bao nhiêu cái cái nỗi là cái nỗi mà ưu tư thắc mắc của quý vị khán giả thì xin phòng kỹ thuật xuất lại cái 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 close up của chị Như Huyền à, có nghĩa là tại vì mấy tuần trước đó, chị Như Huyền có nhiều người thắc mắc là chị sửa môi rồi bơm môi rồi ngày hôm nay thì thưa quý vị chị Như Huyền chỉ son môi chứ không có lem ra phần hai bên cái viền môi thành ra cái môi chị giống như bình thường mà màu hồng rất là đẹp thành ra là nhiều khi mà chúng ta chọn những cái màu son màu new này nọ đó thì yeah. nó làm cho cái môi chúng ta nhìn nó nhợt nhạt nó bình thường nhưng mà nhìn nó rất là sexy thì tùy theo những cái gọi cái outfit mà chúng ta Ta trang điểm đúng không uh -huh. cái layout chúng ta trang điểm thành yeah. ra là uh, tùy theo mỗi ngày thôi nhưng mà tuyệt đối là bảo đảm với quý vị là chị em chúng tôi không hề đụng đến dao kéo tất cả chị em chúng tôi đều đẹp người ta gọi là nauture <laughs> <laughs> nauture <laughs> nói <cười> như với quý vị đó là nature, nature yeah. cảm ơn <laughs> dạ, mình... Lê Thái à, đúng cứ... rồi thưa quý vị như Hiền với Lê Thái cũng rất là sợ dao kéo mà yeah thôi uh, mình chờ cho sao để vậy phải không lê thái đúng rồi mình đưa những cái bản tin về phẫu thuật thẩm mỹ bị hư mà mà tự nhiên mình đi làm nó đâu giống ai đó <laughs> à, quý vị ơi đầu tin này thì lê thái đưa đến quý vị một cái thông tin vô cùng ý nghĩa quay thuộc có những cái thông tin mà thật sự mình biết như vậy mà mình không hiểu lý do tại sao là cái bản tin này đối chị như huyền ở trên thế giới này có cái gì mà duy nhất chỉ mà duy nhất mà thôi không có bây giờ có cái thứ hai trùng lại Trời em nói hoài khó, đấy, Là khó khó, khó nghĩ không, ra cái gì mình cái nhất không yeah. bao giờ mà chị trả lời được cái gì mà đố chị cũng nói khó quá khó quá người đâu <laughs> mà không bao giờ mà vượt lê trước vật hết lê thái thì nghiên cứu hết rồi lê thái mới biết được của không, đâu em, biết, em biết, chứ nhiều khi em biết chứ mà tại vì nhiều khi em nghĩ lại em muốn đưa đến cho quý vị khán giả thôi kệ bị hơi nói luôn để chị như huyền chị tội nghiệp quá quý vị <laughs> chị đau thương quá à, kính thưa quý vị chúng ta khi mà chúng ta đi làm id hay chúng ta đi vào chúng ta vào ai mà vào hoa kỳ mà dạo gần đây thì có một cái bước quan trọng đó là chúng ta đi lăng tay uh -huh. hay là chúng ta gọi là finger print chúng ta bring finger của chúng ta những cái lăng tay dấu vân tay tại sao thưa quý vị bởi vì dấu vân tay của mỗi người trên thế giới đều là độc nhất mỗi người chỉ có một dấu vân tay duy nhất và không ai giống ai người ta thắc mắc là tại sao được như vậy tại sao mà dấu vân tay cả hàng triệu hàng tỷ người ở trên thế giới này mà tại sao không giống ai không ai giống ai cả thưa quý vị dấu vân tay của mỗi người không ai khác trên thế giới có cùng một cái dấu cả vì cả một người cũng không ngay cả những cái cặp song sinh y chang nhau về khuôn mặt y chang nhau về tính cách cũng là dấu vân tay khác nhau và dấu vân tay cũng là giữ nguyên từ khi mà chúng ta sinh ra cho đến khi chúng ta qua đời thì nó trở thành là một trong những cái cách tốt nhất để hiện nay người ta dùng để nhận dạng con người không cần phải chúng ta phải nhúng cái ngón tay vào trong mực chúng ta lăn thì chúng ta mới để lại dấu vân tay nhiều người ta nói rằng là ở trong cái tay của chúng ta nó, nó có gọi là có liên tục có mồ hôi và những cái dầu trong cơ thể nó liên tục đẩy ra ngoài các lỗ chân lông nhỏ ở trên da ở trên ngón các ngón tay. Thành ra những cái chất này nó bao phủ các đường vân và đường ngón tay. Nên khi mà chúng ta chạm vào bất cứ cái việc gì đó, cái vật gì đó thì những cái chất này nó đều truyền sang và bất kỳ thứ là gì chúng ta chạm vào thì nó cũng để lại những cái dấu vân tay trên đó. Và những dấu vân tay này người ta gọi là những dấu vân tay tiềm ẩn không thể nhìn bằng mắt thường được, nhưng có những cái loại dấu vân tay chúng ta có thể nhìn được bằng mắt thường, trừ khi nào chúng ta cầm những cái vật nào đó bằng cái gọi là vật chất nhất định như là chai thủy tinh hoặc là một cái số chai lon nào đó thì chúng ta có thể chúng ta thấy luôn cái vân tay của chúng ta trên đó. Và các nhà khoa học người ta biết đến đặc điểm đồng nhất của vân tay từ thế kỷ thứ 19, ngay từ những năm 1892 là nhà khoa học người Anh là ông Sir Francis Galton đã viết một cái cuốn sách về việc sử dụng dấu vân tay để mà giải quyết vấn đề tội phạm của đất nước này. Tuy nhiên phải đến năm 1896 thì ông Sir Edward Richard Henry mới phát triển cách phân loại các dấu vân tay dựa trên các kiểu đường vân chung của nó bao gồm là vòng, đường vòng và vòng Và hệ thống nhận dạng dấu vân tay của ông Henry được gọi và được soi gọi là Dactylocopy, đã được sửa đổi một chút theo thời gian và ngày nay nó vẫn được các cơ quan thực thi pháp luật ở trên toàn thế giới người ta sử dụng. Và trong hơn 100 năm qua, thưa quý vị, những cái tiến bộ trong công nghệ nó đã giúp các quan chức thực thi pháp luật sử dụng dấu vân tay một cách hiệu quả hơn. Và ngày nay thì dấu vân tay nó vẫn không bao giờ nó, nó, nó loại bỏ ra được trong vấn đề người ta điều tra tội phạm và được xác định để mà sao chép, so sánh từ hầu hết tất cả các dữ liệu mà cảnh sát người ta điều tra bằng cách là dùng một cái loại bột đặc biệt để mà lấy dấu vân tay ở nơi hiện trường gây án hơn nữa thì các nhà khoa học người ta thậm chí là không cần dấu vân tay hoàn chỉnh nữa với sự trợ giúp của máy tính và phần mềm tiên tiến hiện nay hoặc là ai thì thậm chí là chỉ có một số cái người ta chỉ có in lên có nửa dấu vân tay thôi nhưng tất cả các nhà khoa học những cái người mà điều tra người ta vẫn có thể người ta soi được và xác minh được trùng khớp những cái nhận dạng qua dấu vân tay nửa dấu vân tay nó thành là một cái dấu vân tay rất là hay và đây là những cái nhà khuyên học những cái người nghiên cứu người ta so sánh cẩn thận các dấu vân tay để mà người ta tìm ra có sự trùng hợp nào hay không. Thưa quý vị, dấu vân tay kết luận cuối cùng là duy nhất và các nhà khoa học người ta sử dụng để nhận dạng con người, một số đặc điểm sinh học và hành hành vi khác nhau được gọi là sinh trắc học người ta có thể sử dụng để mà nhận dạng một cá nhân, ví dụ như là DNA, móng mắt hoặc là cái mẫu giọng nói, nhưng máu dạo cái loại mà vân tay vẫn là một trong những cái cách người ta xác định chính xác nhất mà nó có nhiều cái cấu trúc có nghĩa là dù cho nó giống nhau mình nhìn mình thấy nó giống nhau như vậy. Nhưng thật sự là nó vẫn có khác nhau đến rất là nhiều chứ không phải là một hai đặc điểm. Những cái dấu vân tay, hai cái dấu vân tay của Như Huyền, ví dụ Như Huyền và Lê Thái. So ra, thí dụ mà thấy đường vòng giống nhau khác nhau hoàn toàn thưa quý vị một người ừ. rất là đẹp trai một người rất là xấu gái <laughs> mình... tự mình... nhiên đang nói không liên quan gì thế nhau ấy gì vân tay tài... vân tay tài... vân tay tài... với là đẹp cái gì đó không nghe mất hồn <laughs> <Quên, cười> tự nhiên tự nhiên là tự nhiên mình giống như bị sai chứng tâm lý tự nhiên thì vân tay đi qua cái danh sắc rất kỳ không ngờ chơi vui thôi lê thái vui lắm thưa quý vị thưa quý vị Gần đây khí hậu thay đổi rất là nhiều, có những con cá voi mà tưởng chừng đã bị tuyệt chủng cách đây 200 năm thì hiện tại bây giờ gần đây những nhà khoa học đã thấy nó xuất hiện thưa quý vị. Thì cái lý do tại sao đó là cá voi xám, như sẽ đưa, đưa cho quý vị cái chi tiết cái lý do tại sao mà tưởng như là những con cá voi này nó tuyệt chủng rồi nhưng mà nó lại xuất hiện. Thì tái ra là nó đi ẩn nấu ở trong một cái nơi nào xa mà nó không xuất hiện với là do cái thời tiết nữa thưa quý vị và các nhà khoa học ở bên ở, ở New England về họ nghiên cứu về hải sản thủy sản ở phía Boston đã bay qua cái bờ biển nên Nantucket kẹt vào trong tuần vừa rồi thì họ thấy một con cá voi đã tuyệt chủng hơn 200 năm đó là một con cá voi sáng thì các nhóm khoa học họ đang bay cái cách thức Nantucket khoảng 30 dặm về phía, phía nam khi họ phát hiện ra cái con vật quý hiếm này khi con cá voi tiếp tục lặn và nổi lên như thế như là nó đang kiếm ăn và các máy bay khảo sát tiếp tục quay vòng cho tới 45 phút để họ chụp ảnh và họ để họ biết rằng nó chắc chắn là con cá voi đã bị mất cách đây 200 năm đã tuyệt chủng và các nhóm đã cùng nhau xem xét các hình ảnh và họ xác nhận rằng những gì thấy đó là một con cá voi xám mà họ đã bị mất tích cách đây 200 năm. O'Brien làm việc tại trung tâm Anderson Cabot về đời sống của đại dương, đã thực hiện các cuộc khảo sát ở trên này trong vòng 13 năm để tìm kiếm cái con cá voi này. Và theo quỹ kỹ thuật viên nghiên cứu Cat Laman ở vùng O'Brien trên máy bay cho xem, cô ta thấy là con cá voi nước này và họ thấy họ chụp được cái hình rất là chi tiết và rất là gần. Và theo các cơ quan chức năng có con cá voi xám này không được tìm thấy ở Đại Tây Dương và thường thường là chúng được tìm thấy ở Bắc Thái Bình Dương. Những con cá voi được mô tả không vây, uh, có da trắng xám lốm đốm và hạ xuống nó là một cái loại cá nó rất là quý hiếm. Mặc dù đã biến mất khỏi Đại Tây Dương vào thế kỷ thứ 18, loài này đã trở lại ở trên khu vực này. Trên thực tế đã có năm quan sát về cá voi xám ở Đại Tây Dương ở vùng biển Địa Trung Hải trong 15 năm qua, bao gồm cả ngoài khơi biển Florida vào tháng 12 năm 2023. Con người được phát hiện uh, phát hiện những cái loại con cá này con cá voi màu xám này à, vào tháng 12 vừa rồi và các nhà khoa học họ nói rằng cái điều kỳ lạ này cho xa thấy là sự thay đổi của khí hậu thường thường là có một cái tảng băng rất lớn ở cái khu vực này vì vậy mà con cá voi này nó không đi qua được và khí hậu gần đây ấm lên dần thì cái tảng băng này nó đã tan ra và nó không còn ở đó nữa chính vì mày con cá voi nó đã tới cái khu vực này thì cái lý do khí hậu thay đổi sẽ có những cái sinh vật thay đổi trong cái thời gian và những nhà nghiên cứu về thị triều, về cá voi và tất cả những cái khu bậc vật ở đại dương thì họ sẽ thấy những cái điều khác biệt khi mà khí hậu thay đổi gần đây rất là nhiều. Khí hậu thay đổi, lòng người cũng thay đổi, chứ không phải là loài động vật không? Chúng ta kiểu mà nóng lạnh thất thường, lòng người thay đổi dữ lắm quý vị. Cũng tùy thuộc theo thí. Giống lên thái không? Giống như miền. Cái gì cũng đá qua em. À, thông tin vừa rồi kết thúc phần 1 Cà phê sáng của tụi quý vị. Dũng hình chúng tôi sẽ quay trở lại sau một vài thông tin thương mại bảo trợ cho đây.